ngắm phong trần tay trắng. Trời đông ai gió lùa vai cành, lò kim trăng về cổng lối chiếu ngả tàu ngắm niềm yêu thì thôi mơ ước chi Xin chào quý anh chị và các bạn đang xem clip của em nhé. Thì tiếp tục trong buổi sáng ngày hôm nay thì em tiếp tục lại giới thiệu cho anh chị và các bạn thêm một mẫu xe. Trước mặt anh chị và các bạn đây là một chiếc Toyota Camry các bạn nhé. Chiếc Toyota Camry này thì được sản xuất năm 2002, với trang bị cho mình hộp số tự động thôi nhé. Và giá hiện tại thì bên em đang chào bán với mức giá là 285 triệu đồng. Anh chị và các bạn có nhu cầu muốn sở hữu cái mẫu xe Toyota Camry sản năm 2002 này thì anh liên hệ trực tiếp với em nhé, qua số điện thoại là 0975 567089. Thì sau đây em sẽ đi tổng thành về bên ngoài chi tiết về phần sơn vỏ cái mẫu xe Toyota Camry được không nhá. Một cái dòng mà xe gọi là lồi đồng quý đá luôn. Với cái mẫu xe Toyota Camry này thì em cam kết cho chị và các bạn là xe là không đâm đụng, không tai nạn, không ngập nước. Keo chỉ zin, tất cả mọi chức năng là zin đét theo xe luôn các bạn nhá. 285 triệu đồng thì em sẽ bao hồ sơ cho anh chị và các bạn trên toàn quốc. Đấy. Với một cái mẫu xe mà lồi đồng cui đá luôn. Thường thì những dòng Toyota Camry này thì đa số là các bác công chức nhà nước sử dụng, hoặc là những người lớn tuổi sử dụng cái dòng Toyota Camry này vì đi là nó rất là lịch sự. Đấy. Anh chị và bạn xem video lần đầu của em ấy, mà quan tâm những cái dòng xe phân khúc từ 50 triệu cho đến 500 triệu thì hãy bấm nút đăng ký kênh, cái nút màu đỏ bên cạnh, và bật nút chuông thông báo để cập nhật được mẫu xe mới bên em đang về theo ngày tháng. Bên em thì rất là nhiều xe, nhưng mà đối với chiếc Toyota Camry này thì nó là xe là hàng độc nhất vô nhị Việt Nam rồi, không có chiếc thứ hai không ạ. Xe rất là đẹp các bạn nhé, xe là căng đét luôn các bạn, căng đét căng phòng luôn, mà giá thì cũng rất là hợp lý thôi. Đấy. 285 triệu. Máy ngon, gầm chắc, số thì nhảy tanh tách không nhá. Đấy. Số nhảy rất là mượt, mượt mà luôn. Dòng này gọi là dòng lồi đồng quy đá. Ê, trước khi vào phần nội thất bên trong thì em sẽ quay qua phần đèn và phần lốp cho anh chị vào bạn xem nhé. Toàn bộ về thân vỏ bên ngoài thì cái chiếc Toyota Camry này thì anh chị và các bạn mua về sử dụng ngay, không phải làm gì nữa nhá. Thì chiếc này là bên em mua chính chủ, tư nhân chính chủ luôn các bác nhé. Và đây nó đèn nó đâu ăn. Đấy. Toàn bộ đèn nó là vẫn còn rất ok, không bị dập vỡ gì không nhá. Đấy, chỉ bắn thôi. Đấy. Mấy hôm là trời nó mưa nên nó bắn thôi nhá. Toàn bộ đèn nó này rất ok này các bác. Máy lổ êm luôn đấy. Em vẫn đang để lổ máy đấy. Thì nó cũng còn nữa, còn 85% thôi.
trang bị cho mình mâm đúc này các bạn ạ. Quanh nhà bé thôi nhé. Và kính này này các bạn, kính này là kính xịn cho xe. Kính là zin dép luôn các bạn, kính zin dép luôn. Chiếc này là rất đẹp không các nhé, chiếc Camry này cực đẹp luôn. Cái chiếc này rất ok. Xe thì đã được bác chủ nhân bác ấy mặc thêm một cái bộ áo ghế ngoài các nhé, còn ngoài cái ghế bên trong là vẫn là ghế da xịn cho xe các nhé, vẫn ghế da xịn cho xe. Xe được trang bị vô lăng thu phí các nhé. Xe đã lên màn hình rồi, màn hình Android các bạn nhé, bực luôn. Đồng hồ thì không báo một lỗi gì các bạn nhé, không có lỗi gì luôn. Trần đây các bạn này, trần trắng bút luôn các bạn nhé. Đấy. Đây. Chiếc này nó zin đét luôn các bạn nhé, zin đét luôn. Đấy. Sau các bạn, 2012 mà cái tem này còn nguyên bản các bạn, tem nguyên bản này. Sơn của chiếc Toyota Camry này nó dính 85% các bạn nhé, đấy, dính 85% các bạn. Xe là rất là mát luôn, các bạn nhé. Trắng bút luôn các bạn. Còn Camry này thì rất là lịch sự, đây là chỗ để chúng ta đựng thuốc các bạn nhé, hút thuốc này chúng ta đặt ở đây. Đấy. Rất là lịch sự luôn. Và đây là những đường chỉ sơ cua các bạn này. Đấy. Đường chỉ sơ cua của năm 2002 đến bây giờ của chiếc Toyota Camry này vẫn nguyên bản đâu nhá. Đấy. Không mất một phân keo chỉ nào các bạn nhá. Nếu mà mất keo chỉ này em biếu xe luôn các bạn. Đấy. Không đâm đụng, không tai nạn các bạn nhá. Giá chiếc này cũng rất hợp lý thôi. Sơn tây của nó đấy, sơn tây của nó nguyên bản không, chưa có mục ngọt gì các bạn nhé. Đấy, chưa mục ngọt gì cả. Đây, form dáng này các bạn, căng phòng luôn nhá, không có chuyện gọi là bị nhăn nheo hoặc là ối cả các bạn nhá. Và đèn nó đây, đèn sau đây. Tất cả mọi chức năng vẫn hoạt động bình thường ok các bạn nhé. Đây. Đèn không bị vỡ, bị viết gì cả các bạn. Đây, chỉ đây, chỉ lốp sơ cua nó đây các bạn nhé. 2002 mà vẫn còn zin đét luôn các bạn nhé. Xe đi cực ít luôn. Đấy. Chất lượng chiếc Toyota Camry này thì nó quá đẳng cấp luôn các bạn. Đấy. Nguyên bản. Nhìn này, đường chỉ cái nó này, thẳng tưng luôn, chưa mất một phân cao chỉ nào các bạn. Đấy, xe là zin đét luôn các bạn nhá. Đây, ốc khóa cái cửa đây. Chưa mất một phân cao chỉ nào các bạn nhá. Đấy. Chưa mất một phân cao chỉ nào luôn. Mà giá thì 285 triệu đồng là anh chị vào sở hữu cho gia đình nhà mình một cái mẫu xe mà sedan 5 chỗ ngồi nhá các bạn nhé. Đây ông Phong, các bạn này chưa ra không nhá. Đây, bố trí này nguyên bản luôn các bạn nhé, giá cực kỳ hợp lý luôn. Và đây là khoang động cơ của chiếc Toyota Camry các bạn nhé. Xe
xe thì miễn chất miễn bạc. Cam kết cho và các bạn đã không đông đụng như thế này, không lấn nước rồi. Đây, 185 triệu đồng. Máy này đi giác luôn anh, máy đi giác luôn. Anh chị và các bạn muốn xem xe trực tiếp thì đến tại đường 388 Long Xuyên Kinh Buôn Hải Dương, hoặc liên hệ trực tiếp bên em qua số điện thoại là 0975 567089. Và sau đây em đã kết thúc video, hẹn anh chị và các bạn những video lần sau nhé. Vâng, em chào các bác nhé.